Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Công nhân, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, những chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết tiếp tục lăn bánh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa được Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng duy trì thường niên. Tết Nhâm Dần năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng huy động 70 chuyến xe công đoàn đưa hơn 2.000 đoàn viên người lao động về quê đón Tết, với điểm đến xa nhất ở phía Bắc là Thanh Hóa, ở phía Nam là Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên là thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động này bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp và kéo dài đến 28 tháng Chạp. Thành phố Đà Nẵng hỗ trợ cho chuyến xe dành cho công nhân về quê ăn Tết. Em rất vui và cảm ơn tất cả ban lãnh đạo của thành phố đã tạo điều kiện cho anh chị em công nhân. Thì thật ra em cũng rất là cảm ơn công đoàn của mình đã tạo điều kiện cho những người dân xa quê về quê ăn Tết. Thì gia đình em thì gồm 5 người làm việc ở Đà Nẵng về Nghệ An. Theo đó, công đoàn không chỉ hỗ trợ vé xe miễn phí về quê cho chính bản thân đoàn viên người lao động có nhu cầu về quê mà còn hỗ trợ cho cả người thân của họ. Ngoài ra, công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên còn hỗ trợ mỗi công nhân 100.000 đồng và người nhà 50.000 đồng chi phí ăn uống trên đường. Công nhân trước khi lên xe được đo thân nhiệt, lấy mẫu test nhanh COVID-19 và nhận giấy báo kết quả. Việc tổ chức chuyến xe trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, cho nên là công tác tổ chức của Liên đoàn Lao động thành phố cũng phải là chuẩn bị hết sức là tích cực, là linh hoạt. Chúng tôi cho xét nghiệm test nhanh COVID đối với lại các thành viên của gia đình, những đoàn viên người lao động tham gia chuyến xe. Bên cạnh cái việc là đưa người lao động về quê đón Tết, thì chúng tôi cũng trên cái hành trình, chúng tôi cũng tiến hành hỗ trợ thêm một phần sức ăn để cho người lao động, đoàn viên tham gia chuyến xe cảm thấy ấm lòng hơn. Cùng với việc hỗ trợ vé xe miễn phí về quê cho những lao động có nhu cầu về quê ăn Tết, những lao động nghèo quyết định ở lại Đà Nẵng sẽ được các cấp công đoàn chăm lo qua chương trình Xuân Yêu Thương với hàng ngàn phần quà thiết thực. Tổng kinh phí cho các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động là trên 45 tỷ đồng.